chất phết nhỉ. Bao lên rồi nhá. Trường 6 diều đâu? À, đó đấy, gã kèo cái nhỉ. Nam kèo không? Con này có lên không? Cái con đại trà 60 phân của ông không lên được đâu. Con này của tôi lên được, nhìn chưa? Con này mà lên được nhá, anh em nào ở gần Đông Đảo ấy, qua mình tặng nhá. Ok. Mình vừa lấy quả sáo ra đây các bạn này. Đây, cho các bạn nhìn nhá. Sẽ đóng quả sáo này các bạn. Này, đóng quả sáo này vào. Quả này thì chắc là ok rồi. Hôm trước cái con diều đen đen kia, đuôi kính kia thì là không vừa cái sáo đâu. Nhưng mà riêng cái con đại trà này chắc là vừa. Đấy, đẹp luôn các bạn nhá. Chuẩn luôn đấy, chuẩn đẹp luôn rồi đấy. Rất là đẹp luôn. Mình sẽ chốt cái quả sáo này luôn, vào cái bộ này luôn này. Đang đang gạ xem là thằng cu em nó bán cái sáo này bao nhiêu tiền. Thì là đây, mình sẽ lên một combo này để tặng anh em nhé. Tặng combo này cho anh em nhé. Nhìn các bạn nhìn thấy chưa, đẹp chưa? Bây giờ đi kiếm vải đã. Ok anh em nhá. Bây giờ vào đây đi kiếm ít vải đây. Đây. Qua đây mua ít vải, xem có ít vải nào nó được một tí xong là cầm đấy cho anh. Để anh vào xem có cái vải nào được. Hay là trên màu vàng. Không không ấy lắm nhỉ. Màu nhẹ đi. Có rắn là được nhá, có rắn cái này có rắn là được đấy. Màu nhẹ thì màu nhẹ. Xanh. Màu gì bây giờ? Đây này các bạn này. Đấy, cô đo cho cháu xem là. Từ trên này xuống. Vâng. Cháu đây từ dưới cháu đặt đấy, cháu không một là một mảng từ dưới lên đây luôn đấy. Đấy, một từ dưới lên trên. Bao nhiêu phân thì lấy bấy nhiêu rồi. À. Chỗ này là đi 80. 80 thì lấy 1 mét là thoải mái. Vâng, cho cháu 1 mét đi. Cái đuôi này cô có mảnh nào thừa cho cháu xin mảnh đuôi. Cho màu đỏ à? Vâng, có cái mảnh nào thừa màu đỏ cho cháu. Từ từ ăn, nhưng mà bây giờ mảnh đỏ thừa lại chờ bác đi ra tải rác ta lấy cho. Đó đây. Ngon, màu này thoải mái. Trong nhà nhưng mà cái con ti ti này này nó cứ cắn à? Đấy. Xin cô được. Xin cô được và cái vải đuôi màu đỏ. Ơ bị được luôn. Cảm ơn em. Ơ thế này kia mày bán cái gì? 5.000 tải xong rồi. Đấy, cho cháu 1 mét cái đấy. Đấy, mua của cô ấy 1 mét. Bạn nào Đông Đảo thì qua đây mà mua vải nhá. Bạn Nhung bỏ cái con dừa lóc ghép ra xem nào. Có gì cho bạn? Có gì cho em mua? Quá đấy, mày quảng cáo. 1 mét. Rất nhiều diều lắm. 1 mét. Đây, bạn nóng ghép đây. Ok, 1 mét. Đẹp luôn, màu vàng luôn. Màu vàng đuôi đỏ luôn nhá. Con này lên bao đẹp luôn. Sáo siếc đàng hoàng. Chú có quả sim son hơi bị chất đấy, hôm trước nhìn thấy đi rồi. Ngon luôn. Mua dừa lắp ghép gì đây? Phải lắp ghép đây. Mét mấy? Bao mét? 3 mét. 3 mét à? 3 mét. Áo hơn 3 mét. Nhà cô cũng may vải luôn các bạn nhé. Bạn nào mà muốn may vải, may giếc áo nhiều theo yêu cầu thì cứ đến đây đặt nhé. Đây, vui đây. Đẹp hết nhỉ? Ô nhưng mà bụng con này thì bụng bé đúng không? Cánh hơi to. Không bé. Hai bộ cơ à? Hai bộ. Hai bộ sẵn. Hai bộ sẵn này. 3 mét đúng không? 3 mét một bộ đúng không? Ừ. Bộ này là bao tiền một bộ à? Bao tiền một bộ à? Chắc là nó chỉ tầm khoảng 600 thôi. 600 à? Ok. Đấy nhá, bạn nào muốn mua nhá, một bộ 3 mét 600 nghìn đấy. 3 mét hơn 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi đấy. Khoảng 600 nghìn thì bộ áo. Không may thì cô bán đi, còn nếu mà đặt theo kích cỡ thì nó hơn tí. Đây là áo bên nhà cô ấy may luôn đấy. Hiện tại bây giờ đang có sẵn hai bộ, một bộ màu màu xanh với một bộ màu cam. Xanh đỏ với màu cam.
buổi nay hôm nay hơi tối, chắc phải có hôm nào sáng sáng hay sao cho các bạn nhìn ạ. Thôi để hôm nào ra review quả sáo, quả diều kia thì đấy. Của cháu bao nhiêu tiền đấy ạ? 30.000. Vâng. Mua ra qua nhà cô mua ít vải với ấy để về làm. Cháu gửi cô ơi. Rồi cháu xin nhá. Cháu đi về đây. Hôm nào chú xong quả sáo với quả ấy thì đi test. À, cháu đi về đây. Vâng chú. Đấy, sáo đâu, sáo đâu? Ok, đây. Đây giờ sẽ được một màu đỏ, một màu xanh này nhá. Đây là không phải là màu đúng màu xanh hay màu vàng nhỉ? Xanh lẫn chuối. Ok. Thôi đi về thôi. Đẹp chưa? Đâu phủ lên xem nào. Phủ lên xem nào. Trời nó hơi mưa mưa các bạn ạ. Đuôi xem là màu đỏ còn mưa ngày mưa. Ừ. Đấy, cứ cho nó sáng rồi. Ok. Giờ mình sẽ tiến hành khâu các bạn nhá. Đấy. Tao bảo tiền một chiều nhá. Nhìn chưa? Đẹp chưa? Mai sẽ hoàn thành lốt cái phần cọc sáo rồi sẽ đóng con diều này, đóng cái quả sáo này toàn bộ diều nhé các bạn nhé. Bao lên luôn. Bao lên luôn làm đẹp luôn các bạn. Đây nhìn này. Đấy, nhìn chưa? Trên là vàng mà dưới là đuôi đỏ. Chuẩn luôn. Chuẩn vai luôn các bạn ạ. Đại trà lần đầu tiên làm đại trà này các bạn. Nhưng mà một khẳng định các bạn luôn là lên. Ok các bạn, video này tạm dừng thôi các bạn nhé. Như này là con diều đại trà đã hoàn thành 60 phân các bạn. Các bạn nhớ qua đăng ký kênh giúp mình nhé. Bạn nào mà ở gần Đông Tảo ấy, qua đây mình sẽ tặng diều miễn phí luôn. Ok các bạn, rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Bye bye.